À, vâng, xin kính chào các anh chị nhà đầu tư. Lại là em Nhớ đây, chuyên viên tư vấn chứng khoán của công ty cổ phần VPS. Hôm nay em sẽ làm một cái video ngắn để nhận định lại thị trường trong tuần vừa qua, cũng như là kịch bản thị trường trong tuần tiếp theo không các anh chị. Thì trong suốt thời gian vừa qua em cũng ít ra video, tại vì thị trường nó hơi buồn chán, nó không có gì để mà nói, nó đi ngang, nó các nhóm ngành thì nó cứ lên xuống tăng giảm đan xen, mà thanh khoản nó khá là thấp nên cũng không có gì để em ra video hết. Thì có một số anh chị cũng nhắn tin hỏi em sao anh không ra video đi, em đang chờ từng ngày. Thì hôm nay em sẽ làm video hả anh chị, em làm video để em nhận định về thị trường cũng như là kịch bản tuần tiếp theo. Đầu tiên chúng ta sẽ đi qua về cái chart của VN Index trong tuần vừa qua ha anh chị. Thì phiên cuối tuần VN Index đóng cửa giảm nhẹ, giảm 1.79 điểm, đóng cửa mức là 1.206.33 điểm ha. Thanh khoản thì đạt 15.034 tỷ ha. Nước ngoài thì bán ròng nhẹ, họ bán ròng 34 tỷ ha. Trong những phiên vừa qua họ liên tục mua ròng anh chị, một phiên, hai phiên, ba phiên, bốn phiên, năm phiên, sáu phiên, bảy phiên đó. Thì phiên cuối tuần họ bán nhẹ, rất là nhẹ ha. Thì như tuần vừa qua em có chia sẻ cho anh chị về cái chỉ số BA SPY nè. Đây là một chỉ số khá là hay ha, khá là hay. Anh chị cũng có thể để anh chị thấy nè, những lúc mà ở vùng đỉnh thì thị trường nó sẽ chỉnh ha. Khi mà nó vượt qua cái vùng đỉnh này nè thì nó tạo đỉnh thì nó sẽ chỉnh, sau đó nó tạo đáy ở dưới này thì nó sẽ đi lên, bò lên từ từ ha, bò lên từ từ. Thì hiện tại bây giờ mình coi, đầu tiên mình sẽ coi cái chỉ số của Dow Jones trước ha anh chị. Mình sẽ coi cái chỉ số của Dow Jones trước để xem là hiện tại Dow Jones nó như thế nào. Tại vì hiện tại bây giờ đa số là các thị trường đều nhìn về 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 tài chính Mỹ, về Dow Jones để đánh cho nó, gọi là đi FOMO theo anh chị. Thì đầu tiên bên Dow Jones anh chị cũng có thấy chỉ số buy nè, nó rất là đẹp ha anh chị, nó đang ngóc lên rất là đẹp nè, ngóc lên rất là đẹp nè. Trong tuần trước em cũng có nhận định nè, nó vượt hẳn cái xu hướng giảm mà nó đi lên nè đó. Thì nó đang khá là tích cực, Dow Jones khá là tích cực ha. Phiên cuối tuần nó đóng cửa là tăng 0.97%, tương đương là 315 điểm nè. Dow Jones lên 32.845 điểm rồi anh chị ha, đang lên gặp cái vùng vùng cản trên này. Cái vùng cản của Dow Jones hiện tại giờ đang là 33.260, 33.260 ha. Thì theo em đánh giá là nếu mà với cái dư địa này nè, cái đường đi này nè, thì khả năng cao là Dow Jones nó sẽ lình xình ở cái vùng 33.280 nè, 260 nè anh chị đó. Thì index mình nó cũng sẽ gặp cái vùng này, nó cũng là vùng cản ha. Thì mình đang đi theo Dow Jones đó anh chị, em thấy là nó đang khá là đồng pha đó, nên anh chị chú ý ha. Thì với cái kịch bản phiên cuối tuần của tài chính thế giới nó khá là tốt như vậy, thì chắc chắn trong phiên đầu tuần của mình nó cũng sẽ tích cực thôi anh chị, không có vấn đề gì hết anh chị ha. Vấn đề lo ngại nhất của VN-Index chúng ta hiện tại đó là cái gap nè, cái gap mở ngày 27 tháng 7 đó anh chị, nó có một cái gap tạo gap nó tăng lên ha. Cái gap cái vùng giá là 1191 á đó, 1191. Và cái dãy Bollinger Band nè, trong cái room của em có nhận định là cái vùng kháng cự của VN-Index là 1216 đó. Thì nó gặp 1216 nó chỉnh chỉnh nhẹ thôi, không có vấn đề gì hết anh chị, chỉnh nhẹ thôi. Thì nếu mà thị trường tích cực á, thị trường tích cực thì nó sẽ không có lắp gáp này nha, có thể nó sẽ tăng trong vòng 2 tuần, nó tăng trong vòng 2 tuần sau đó nó mới có thể nó mới quay về nó lắp gáp đó. Còn khi nào mà cái chỉ số SPY này nè nó đạt đỉnh ở trên này thì em sẽ hướng dẫn anh chị cách để anh chị chốt lời ha đó. Còn hiện tại bây giờ nó đang khá là tích cực, có vấn đề gì đâu. Trong tuần trước em cũng có nhận định là nó sẽ sideways trong cái biên độ này thôi, biên độ là 1160 nè, 1240 gì đó, trong cái vùng đó nó vẫn an toàn ha. Cái đường EMA 20 ngày nè bẻ ngang rồi, EMA 10 ngày nó chút lên rồi, nó khá là tích cực ha anh chị. Cái MACD nó cũng hướng lên rồi, khá là tích cực ha. Thì cái target của VN Index trong tuần tiếp theo đó là nó chinh phục cái vùng 1240, 1250 nè anh chị. Đó là cái vùng này nè, 1240 ha, 1240, 1250. Khả năng cao là trong tuần sau nó sẽ chinh phục được cái vùng này anh chị. Đó, nên với điều kiện là dòng tiền nó phải đều đặn như là mấy phiên ngày hôm nay ha anh chị. Nó phải đều đặn như mấy phiên ngày hôm nay. Để mở thêm cái volume mà anh chị. Đó, thì anh chị thấy không? Những phiên gần đây dòng tiền vào đang khá là tốt nè, duy trì được trên 15.000 tỷ rồi. Đó, hai phiên gần nhất ha. Dòng tiền nó đang vào lại thị trường rồi anh chị. Nó khá là ổn ha anh chị. Chúng ta cùng xem đó, thì chúng ta cùng xem cái chart tuần để xem là cái tuần vừa qua nó đóng nến gì nha anh chị. Đó, tuần vừa qua là một tuần đóng nến xanh, đó, rút chân ha, cũng khá là đẹp. Chạm ngay cái vùng EMA 10 ngày nè, chạm ngay cái vùng này thì nó bị chỉnh lại, không vấn đề gì hết anh chị.
thì cái target tiếp theo của nó là 1240, 1250 và tiếp theo là 1300. Đó là những vùng tiếp theo của chỉ số của VN Index của mình ha. Đó. Như vậy là mình đánh giá là nó tích cực nha anh chị. Anh chị có thể tham gia thị trường ổn nha, không có vấn đề gì đâu anh chị. Đó. Chỉ số chung là chúng ta sẽ canh những cái vùng này để chúng ta chốt lời ngắn hạn nè, 1245, 1250. Đó, thì trong room em sẽ quan sát những cái khi nào nó có tín hiệu tạo đỉnh này nè, em sẽ cho mọi người chốt lời. Đó. Cái này là cái nhận định của mình thôi, thì còn có thể nó sẽ trong tuần nó có thể biến động lên xuống gì đó, nhưng mà giả sử mà trong qua tuần mà nó có những phiên mà nó giảm điểm á, đó là cơ hội để anh chị mua hàng nha anh chị, chứ không phải là để anh chị thoát. Mấy ngày hôm nay thì nhà đầu tư cá nhân bán rất là nhiều ha, còn tự doanh và nhỏ lẻ lại là ủa tự doanh và nước ngoài là bên mua 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 mạnh ha, còn nhà đầu tư cá nhân bán mạnh, tổ chức thì họ bán nhẹ. Đó, đó là kịch bản của thị trường, không có vấn đề gì đâu. Kịch bản em nghĩ là nó rất là tốt ha. Nếu mà có xấu lắm thì nó quay về nó lấp lại cái gap 1191 rồi đó cũng tăng lại thôi nha. Trong tuần có thể nó sẽ có, nếu mà nó mà dòng tiền vào mạnh thì nó tăng luôn trong vòng 2 tuần, tăng đẹp trong vòng 2 tuần lên 1245, 1250. Còn nếu mà dòng tiền yếu thì có thể nó sẽ quay về nó lấp lại cái gap 1194, 1191 vùng này rồi thì nó tăng tiếp, không vấn đề gì hết anh chị. Ổn anh chị. Ok, thì chúng ta sẽ xem coi là trong tuần vừa qua á, là dòng tiền nó đang vào những nhóm ngành nào ha. Thì đầu tiên á, trong tuần vừa qua nè, dòng tiền nó thoát khỏi cái nhóm blue chip, thoát khỏi nhóm mid cap, thoát khỏi nhóm mon cap và nó đang vào trong cái VN 30 nha. Anh chị thấy không? Dòng tiền đang đang vào trong VN 30 nè, đang có xu hướng vào trong VN 30 nè. Đó, còn là nó thoát ra những cái nhóm nhỏ nè. Đó ha. Và cái nhóm ngành mà dòng tiền tích cực nhất trong tuần vừa qua đó là nhóm ngành chứng khoán nè anh chị. Nhóm ngành bất động sản thương mại, bán lẻ ha. Thiết bị điện, dệt may, hàng không, năng lượng tái tạo, hạ tầng. Đó, đó là một số cái thông tin trong tuần vừa qua. Và trong tuần vừa qua cái nhóm ngành mà mạnh mạnh nhất trong tuần vừa qua đó anh chị, cái tuần vừa qua ha, để em cho anh chị coi là cái nhóm ngành mạnh đó là dịch vụ thương mại vật tư nè, bất động sản khu công nghiệp nè, thiết kế xây dựng nè, chứng khoán, bảo hiểm, ô tô, năng lượng tái tạo ha, khai khoáng. Đây là những nhóm ngành mà đang cao hơn so với VN Index ha, đang khỏe hơn so với VN Index. Rồi, chúng ta sẽ nhìn qua cái thông tin về thế giới cuối tuần, phiên cuối tuần ha. Dow Jones tăng 0.97 điểm nè, 0.97% nè. Nasdaq tăng 1.81% nè. Hợp đồng tương lai Dow Jones tăng 1.03% nè. Đó, Nikkei tăng nhẹ ha. Trung Quốc thì giảm 2%, Hang Seng giảm 2% nè. Đó, dầu Brent thì cuối tuần tăng 2.13%, dầu thô tăng 1.95%. Có một cái thông tin khá là thú vị nè anh chị, phân ure. Trong phiên cuối tuần phân ure tăng 20.27%. Đó, thì cái này nó sẽ là một cái thông tin hỗ trợ rất mạnh cho Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau trong phiên giao dịch đầu tuần ha. Anh chị chú ý giùm em cái này ha. Ngoài ra thì trong tuần vừa rồi thì nó cũng đã có cái kết quả kinh doanh, báo cáo kết quả kinh doanh của khá nhiều doanh nghiệp rồi ha anh chị. Em cũng có lọc ra một cái file, có lọc ra một cái file đây, cái file báo cáo kết quả kinh doanh này. Có 495 doanh nghiệp ra báo cáo rồi nha. Thì em có lọc ra một số cái thông tin thì được khoảng 30 doanh nghiệp là nó có tài chính dương này, chẳng hạn như DGC nè. Đó, so với kỳ trước là 33.5%, so với cùng kỳ là tăng 454% ha. Đó, rồi HAX nè, rồi HAH nè, ACB nè, CSV nè, là những doanh nghiệp mà nó đang có tăng trưởng khá là ấn tượng ha anh chị. Đó, đây là cái thông 30 doanh nghiệp mà tăng trưởng ấn tượng ha, tăng trưởng ấn tượng. EPS rất là tốt ha, EPS là trên 1.600 trên một cổ phiếu. Là cái này là em lọc ra rồi đó, cái danh sách nó rất là nhiều nè anh chị, danh sách nó rất là nhiều, em đã lọc ra được cái danh sách này. Thì anh chị nào cần thì liên hệ với em sẽ gửi cho anh chị ha. Đó, rồi cái chỉ số P trên E nè. Đó, những cái này chỉ số bên E nó rất là ổn này, chẳng hạn như DGC. Nhưng mà anh chị chú ý cho em là đối với những cổ phiếu mà mang tính chu kỳ á, thì P trên E càng thấp nó càng rủi ro nha anh chị. Những cổ phiếu chu kỳ chẳng hạn như ngành thép, chẳng hạn như ngành phân bón đó, thì P trên E nó càng thấp thì nó càng rủi ro đó. Còn chẳng hạn như HAX nè, P trên E nó rất là tốt nè anh chị, 4.5. Doanh nghiệp quý 2 lãi 80 tỷ ha. Hồi phục từ sau khi mà dịch Covid được kiểm soát, thì công ty này là bán ô tô rất là nhiều, ô tô sang á anh chị. Đó, so với kỳ trước là nó tăng 48% và so với cùng kỳ năm ngoái nó tăng tới 1.286% ha, rất là ổn ha. EPS là 4.655 đồng trên một cổ phiếu ha. Chỉ số P trên E là 4.5, anh chị nên quan sát cổ phiếu này ha. HAH nè, Cảng Biển nè, đó, ACB, ngân hàng ACB nè, cũng cũng ổn anh chị ha. Hay là CSV
VIB, DBR đó, Nam Từ Liêm là Tiền Phong Băng, HD Băng, VHC là T2, IDI, TNG đó. Một số cái thông tin này anh chị nào cần thì em sẽ gửi nha. Ok anh chị, rồi xong cái phần này ha, chúng ta sẽ đi qua một số nhóm ngành để coi là các nhóm ngành nó như thế nào ha anh chị. Chúng ta sẽ đi qua một số nhóm ngành để chúng ta coi cái nhóm ngành nó như thế nào. Còn về cái biểu đồ của VN Index đó, hồi nãy có phân tích rồi đó anh chị, đó là những cái phần kháng cự hỗ trợ tiếp theo. Chúng ta đầu tiên chúng ta đi qua cái nhóm băng trước nè, xem nó như thế nào ha. Trong nhóm băng thì có một số cổ phiếu nó khá là tích cực, chẳng hạn như là BID nè anh chị. BID á là anh chị thấy không, nó tạo xong cái mẫu hình nè, cái mẫu hình vai đầu vai ngược và nó đi lên đó. Thì trong cái những cái video trước đây á, trong những cái video trước đây em nói là con này nó sẽ lên cho cái vùng là 38, thì hiện tại giờ nó đang ở vùng 31 37.3 rồi á, thì nó sẽ đạt cái target ngắn hạn rồi đó ha. Nếu mà vượt vượt cái vùng 37.3 này thì nó sẽ về vùng 42.9 nha anh chị, là cái vùng này, khoảng 42.9 43 là cái vùng này ha. Đó thì anh chị chú ý, nếu mà anh chị nào thích đánh dòng băng thì có thể nghiên cứu đối với BID ha anh chị. Nghiên cứu đối với BID đó. Vượt vượt được cái đám mây anh chị, vượt được đám mây và cái gì nữa anh chị? Dòng tiền MACD hướng lên rồi nè ha. Dòng tiền vào nè. Cái chỉ số MFI này nè là chỉ số thể hiện cái dòng tiền của cổ phiếu á, thì hiện tại giờ chỉ số này nó đang quay hướng lên, nghĩa là thể hiện cái dòng tiền nó đang quay lại với cổ phiếu này và quay vào rất là mạnh ha, thể hiện qua những cái khối lượng tăng đột biến nè. Đó thì cái khi mà nó vượt hẳn cái vùng 30 38 này nè, 38 39 này nè, thì nó sẽ về vùng 42.5 ha. Đó, 42.5 43 là những cái target tiếp theo của BID. Đó, thì anh chị nào thích thì có thể quan sát hoặc có thể mở mua đối với BID, nhưng mà cái dòng ngân hàng nó đánh hơi chậm nha. Anh chị nào thích an toàn thì có thể đánh, nhưng mà nó hơi chậm xíu. Đó, không có tăng đột biến như những ngành khác ha anh chị. Tiếp theo là gì? STB. Đó, STB cũng là một ngôi sao trong ngành ngân hàng ha anh chị. Đang có vượt hẳn đám mây rồi nè. Giờ chỉ báo dòng tiền cũng hướng lên rồi nè. Và cái MACD nó cũng hướng lên ha. Hai 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 phiên vừa qua dòng tiền vào khá là tốt ha. Dòng tiền vào khá là tốt, thì cái target tiếp theo của con STB này là vùng giá 27. Đó, vùng giá 27. Hiện tại nó đang là 24.7 thì nó về đâu đó 27.5. Đó. 27.5. Đây là cái này là em vẽ từ tuần trước nè anh chị. Đó. Thì nó cũng đi chậm chậm nhưng mà nó vẫn lên đúng như cái kế hoạch của mình ha. Còn khoảng đâu đó 10% nữa thì nó lên đây, thì khả năng là nó sẽ chỉnh lại. Thì anh chị canh, anh chị nào có hàng thì canh những cái vùng này để chốt lời ha. Mua mới thì có thể chờ nó chỉnh về đâu đó là 23 hay 23 thì có thể tham gia ha. Còn còn nó tăng luôn thì khỏi nha anh chị, tại vì từ đây lên có 10% mà. Có 9% mà, 9% thì nó cũng hơi rủi ro ha. So với cắt lỗ và lợi nhuận thì nó không có đáng bao nhiêu, nhưng mà anh chị coi cái chỉ số P trên B của STB hiện tại nó có 1.17. Khá là rẻ nha anh chị, khá là rẻ đó. Khá là rẻ ha. Còn ngân hàng này có nhiều câu chuyện hay lắm anh chị. Anh chị chịu khó tìm hiểu nó sẽ có nhiều câu chuyện hay lắm. Tiếp theo là SHB. Đó, SHB thì em cũng vẽ từ trước là nó có thể nó sẽ về 16 17 đó. Hiện tại giờ nó đang là 14.65. Mây nó hơi nhiều ha, mây hơi nhiều. Dòng tiền thì cũng đang bẻ ngang, tăng hơi chậm xíu so với như hai con là BID và STB, nhưng mà cũng ổn ha anh chị. Đã có dòng tiền xác nhận rồi nè, đang chỉnh lại thôi. Có một cây phiên dòng tiền xác nhận rồi nè, chỉnh lại test cung ha. Test cung nó phải có một phiên nó cạn cung cỡ cỡ về nè, giống như cây này nè, nó nổ vol thì chúng ta có thể tham gia. Còn giờ anh chị nào thích thì mua một ít thăm dò thôi, tại vì đám mây này thì nó phải cần rất là nhiều phiên để nó vượt qua đám mây này thì nó mới tăng mạnh ha anh chị. Đó, SHB. Ngoài ra còn có gì nữa anh chị? Ngoài ra còn có MB băng. Đó ha, MB băng thì nó cũng giống như là con SHB anh chị, mây nhiều cản nhiều ha. Mây cản nhiều thì nó sẽ lên từ từ. Đó, dòng băng cũng là một cái dòng mà anh chị nên nghiên cứu ha, tại vì đợt rồi báo cáo tài chính được rồi là cái lợi nhuận của dòng băng khá là tốt ha. Anh chị thấy trong có thể thấy trong này là HD băng nè, Tiền Phong băng nè. Đó, tăng 33% so với kỳ trước và tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái ha. HD băng cũng tương tự nè. HD băng thì không bằng Tiền Phong băng nha. Ngoài ra là có BID nè, anh chị thấy không? BID nè, tăng 46% so với kỳ trước và tăng 40.6% so với cùng kỳ năm ngoái. Đó ha.
hay là AI Bank nè, AI Bank vậy nè, tăng 34.6% so với kỳ trước và tăng 219% so với cùng kỳ năm ngoái. Thì những cái nhóm ngành băng á, là cái câu chuyện mà nó tăng trưởng là còn nhiều nha anh chị, dư địa còn nhiều. Tại vì theo thông tin em được biết hiện tại bây giờ là cái lãi suất cho vay hiện tại của các ngân hàng nó tăng lên đó chị, tăng lên 2-3%, 2 đến 3%. Đó. Nên và các ngân hàng hiện tại giờ đang là gọi là hết room tín dụng hết rồi anh chị, có nghĩa là đạt chỉ tiêu từ giữa năm là coi như là đã cho vay hết hết room. Thì hiện tại giờ nó chỉ có một cái rủi ro, đó là ngân hàng nhà nước là không có nới room, tức là không việc nới room cho các ngân hàng thương mại, ngân hàng của nhà nước, thì nó cũng là một cái mà kìm hãm cái sự tăng trưởng của ngành ngân hàng. Tại vì giống như là anh chị biết là chẳng hạn như một năm ngân hàng chỉ cho cái mức cho vay là khoảng 14-15% chẳng hạn, nhưng mà mới mới giữa năm là đã hết, không không tiếp tục, nhà nước không có tiếp tục cho ngân hàng giải ngân thêm nữa cho cái khoản vay mới nữa, dẫn đến tình trạng là hết room, và như vậy là cái dư địa tăng trưởng nó sẽ bị kìm hãm lại ha anh chị, nó sẽ bị kìm hãm lại đó. Thì đó là một cái rủi ro đối với ngành ngân hàng. Thì chúng ta cùng quan sát thêm xem là động thái của ngân hàng nhà nước như thế nào ha, của chính phủ như thế nào, của quốc hội như thế nào trong cái vấn đề mà nới room của ngành ngân hàng. Nếu mà được nới room thì đó sẽ là một câu chuyện rất hay đối với ngành ngân hàng ha anh chị. Ok, chúng ta qua tiếp theo cái ngành tiếp theo, ngành rất là hot hiện tại, đó là ngành chứng khoán. Thì ngành chứng khoán hiện tại á có một số con đang đang rất là đẹp ha, chẳng hạn như là con VCI là room em đang 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 nắm nè, con VCI là room em đang nắm là có mua gia tăng ngày hôm mua ngày 28 tháng 7 ha, có mua gia tăng ngày 28 tháng 7, có mua trước đó rồi và mua gia tăng ngày 28 tháng 7. Thì con VCI này nó đang gặp mây và nó đang gần vượt mây rồi nè ha, chỉ báo dòng tiền đang vào khá là tốt ha, chỉ báo MACD đang tăng khá khỏe ha, dòng tiền vào nè anh chị, dòng tiền vào vào cái phiên phiên hôm cuối tuần á, nó là một con khỏe nhất của ngành chứng khoán khi mà nó tăng tới 4.08% ha, nó tăng chấm 4.08%. Khi mà nó vượt hẳn cái mây này thì nó sẽ tăng rất là tốt nha anh chị. Và cái target ngắn hạn của nó đang là cái vùng này nè, vùng 46, 45, 46 đó anh chị, 45, 46 ha, nó vượt nó lên đây nó sẽ lình xình. Thì đối với anh chị nào thích dòng chứng khoán thì có thể nghiên cứu đối với VCI ha. Lên đây, từ đây lên đây nó còn khoảng là bao nhiêu phần trăm, 13%, ổn anh chị ha, 13% ổn cho anh chị, cái cây cho anh chị tham gia cũng tương đối ổn ha. Thực ra nó có thể lên đây hoặc nó lên 46.5 gì đó thì nó có thể hơn gần 15%, một cái đầu tư khá là tốt ha. Cái nền nó tạo khá là chắc nè anh chị, cái nền tạo khá là chắc, nền ngắn hạn tạo khá là chắc đó. Thì nó khi mà nó vượt hẳn cái vùng 46 này thì nó sẽ lên cái vùng 56, nhưng mà trước mắt mình cái target ngắn trước là 46 đi, tại vì nó phải vượt cái hẳn cái đám mây này thì lúc đó nó mới tăng mạnh ha anh chị, còn chưa vượt hẳn đám mây này thì nó sẽ còn lình xình ha. Nhưng mà chỉ báo dòng tiền, chỉ báo MACD, tất cả mọi thứ nó rất là tốt đối với VCI ha. Tiếp theo là VND nè, VND nè, dòng tiền nó cũng đang vào ha, MACD cũng đang hướng lên, nó khá là khỏe ha, cũng tạo được một cái nền khá là tốt. Thì cái con VND này nó sẽ có khả năng nó sẽ tăng lại cái vùng này, cái vùng 20 24 ha, vùng 24. Nhưng mà cái con này á, cái gọi là cái độ reload của nó quá nhiều anh chị, nó tức là cái cổ phiếu mà lưu hành trên thị trường nó quá nhiều, nên dẫn đến tình trạng là gì, nhỏ lẻ đu bám nhiều á, nên cái độ mà nó chạy mượt thì chắc chắn nó sẽ không chạy mượt bằng bằng con như là VCI đâu ha, hay là con ABS hay là con SHS đâu ha. Đó thì nó vẫn, cái target ngắn hạn của nó vẫn là vùng 24 đó, thì anh chị cũng có thể quan sát đối với VND ha. May thì hơi 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 nặng hơn là cả VCI nữa anh chị, may nó còn nặng hơn. À, tiếp theo là con SSI. SSI mình sẽ phân tích những con mà mạnh nha anh chị, những con khỏe để cho anh chị chú ý, còn những con yếu thì thôi. Đó. SSI này nó cũng tạo một cái nền khá là chặt nè. À, đường MA 20 nó đã chậm lại với đường MA 10 ngày rồi ha, dòng tiền vào nè. Nhưng mà cái con này dòng tiền không khỏe bằng hai con kia nha anh chị. Anh chị nhìn cái biểu đồ dòng tiền nè. MFA của nó đang hướng xuống nè. Đó, em nghe đang hướng xuống, có nghĩa là cái dòng tiền nó không có vào mạnh bằng những con khác nha, không vào mạnh bằng VND hay là VCI đó. Thì tập trung mạnh cho em, nếu mà tập trung thì tập trung cho em con VCI, VND ha, hay là con HCM nè. HCM thì dòng tiền nó cũng đang hướng lên đó, nhưng mà nó đang gần đạt cái target ngắn hạn bữa trước em báo rồi là cái vùng 27 27.5 đó, thì hiện tại giờ nó đang 26 rồi ha, còn một giá nữa thôi, nên quan sát thôi, con này quan sát thôi. Khi nào nó tích lũy ở trên này đủ thì mình sẽ tham gia để mình đánh lên 34.8 ha. Đó là cái vùng tiếp theo, nhưng mà trước mắt là nó gần đạt target cái chỗ 27 chứ.
thì nó có khả năng nó sẽ chỉnh lại nha, có khả năng nó chỉnh lại, anh chị quan chú ý quan sát ha. Tiếp theo là con BSI. BSI đâu rồi, BSI đây, BSI là anh chị thấy không? Con này cũng khá là khỏe nha, khá là khỏe, dòng tiền vào nè anh chị, dòng tiền vào nè, dòng tiền vào nè, thể hiện dòng tiền nữa ha, nó đang đi lên, xúc lên ha, và cái target ngắn hạn của nó đang là vùng giá 32 đó anh chị, từ đây lên 32 là 28.5 lên 32, ăn được bao nhiêu phần trăm? 12.56% cũng là một cái cây cũng đáng để quan sát ha. Con này thì nó đánh rất là khỏe nha, mỗi lần nó tăng rất là khỏe, nó không cần con lớn, nó chỉ cần một một phiên, chỉ cần 1-2-3 triệu cổ phiếu là nó có thể khả năng nó tím rồi, nó trần rồi anh chị ha. Một phiên nó chỉ cần khoảng 1,8 triệu cổ phiếu là nó trần rồi, trong khi chẳng hạn như là con VND, VND nó sẽ cần rất là nhiều, VND nó cần hai mấy triệu cổ phiếu, hay là con SSI, SSI cũng vậy, hai mấy 30 triệu ha, trong khi VCI bao nhiêu, VCI rất là thấp, 4-5 triệu thôi, 4-5 triệu thôi là nó đã có thể là nó tím rồi đó. Thì đó là cách để anh chị lựa chọn cái những con mà nó không có sự đu bám nhiều, dễ dễ tăng trần để anh chị ăn trong nhịp ngắn hạn ha. Tại vì khi mà thị trường tăng là anh chị khỏi cần suy nghĩ nhiều, khi mà thị trường mà nó tăng thì cứ mua chứng khoán cỡ nào cũng lời, nếu mà anh chị không biết tầm soát cổ phiếu nào, không biết mua con nào, cứ mạnh dạn mua dòng chứng khoán ha anh chị. Rồi tiếp theo là dòng con FTS, một trong những con cũng khá là chạy khá là khỏe đối với dòng chứng khoán ha. Đây anh chị, nó cũng chạy khá là khỏe, nó tạo xong cái mô hình vai đầu vai ngược rồi nè, gì thấy không, tạo xong cái mô hình vai đầu vai ngược rồi này, em vẽ hồi nào mà nó sao nó nhảy lên đây luôn đó, vai đầu vai ngược ha. Thì cái target tiếp theo của nó là vùng 38, con này là em thấy là con này dễ dễ đánh anh chị, con này nó dễ dễ đánh hơn là những con kia đó, dòng tiền đang lên vào nè anh chị đó, MACD hướng lên ha, chỉ báo dòng tiền đang đang tăng đó, đã có cây xác nhận tiền rồi nè đó, thì nó sẽ về trên vùng này thôi, nó sẽ về trên vùng 38 thôi. Thì anh chị nào thích thì có thể quan sát đối với con FTS này, có thể mở mua đối với FTS này ha anh chị đó. Thì cái vùng giá hiện tại nó đang là 31.75, nó sẽ về vùng 38, như vậy là nó sẽ target nó khoảng là 20%, ổn nha anh chị đó, chú ý giùm em nha, ổn á FTS. Rồi tiếp theo còn một con nữa là con CTS, CTS đây à, trước mắt con CTS này, trước mắt thì nó có khả năng nó về vùng 21, nhưng mà cái mây này nó hơi hơi dày ha, cái mây hơi dày, dòng tiền vào cũng chưa có mạnh lắm ha, đang đi ngang, dòng tiền đang đi ngang đó. Thì tập trung cho em chẳng hạn như là VCI nè, VCI, FTS ha, VND đó, những con đó ha, nếu mà anh chị thích thì quan sát những con đó cho em nha. Tiếp theo là dòng thép, dòng thép thì sao anh chị, dòng thép thì xong vài phiên nó bị bán thì nó đang hồi phục lại, nhưng mà hồi phục khá là chậm ha. Anh chị nào có hàng thì canh canh ra bớt, canh ra bớt anh chị, có hàng canh ra bớt, tại vì em thấy nhịp này dòng thép nó đang khá là yếu ha, khá là yếu, mây dày đặc ở trên, mây dày đặc ở trên, dòng tiền vào có dòng tiền vào, nhưng mà cái MACD nó đang có xu hướng nó chút xuống nè anh chị thấy không, đang chút xuống thì có khả năng là dòng tiền chuẩn bị ra ha. Dòng tiền chuẩn bị ra nên anh chị canh, có hàng thì canh nó lợi, nó tăng lên thì anh chị bán, canh tăng càng tăng mình càng bán để mình giảm bớt tỷ trọng đối với dòng dòng thép ha. Tiếp theo là dòng phân bón, phân bón thì Đạm Phú Mỹ hôm cuối tuần vừa rồi nó có một cây bán khá là lớn nha, 5%, tăng 5%, con cũng khá lớn, dòng tiền đi ra, nhưng mà giống như đầu đầu với giá, em có gửi cho anh chị cái thông tin là cái giá phân ure phiên cuối tuần á, nó tăng 20%, thì sao anh chị, thì đây có thể là một phiên cướp hàng của tổ chức chẳng hạn. Thì anh chị cứ quan sát Đạm Phú Mỹ với Đạm Cà Mau nha, quan sát giùm em, nếu mà giả sử đầu tuần mà nó lình xình tham chiếu mà có lệnh lớn vào là anh chị mua theo cho em, anh chị mua mua mua, mua theo luôn ha, mua theo đánh ngắn, đánh T cộng thôi, nhịp đánh T cộng thôi, không kỳ vọng nhiều ha, đánh T cộng không kỳ vọng nhiều, nhưng mà có thể nó sẽ tăng 2-3 phiên liên tục á, tại vì cái phân ure nó tăng tới 20 mấy% mà, thì nó sẽ tác động rất là tốt đối với Đạm Cà Mau và Đạm Phú Mỹ. Anh chị cứ quan sát đầu phiên cho em đi, giả sử mà nó có giá tham chiếu, lên quanh tham chiếu là anh chị cứ mua 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 cho em, giá đỏ càng tốt ha, có thể nó sẽ tăng đó, Đạm Phú Mỹ, Đạm Cà Mau đó, hai con này ha, nó vẫn đang ở vùng cái giá hỗ trợ thôi, không vấn đề gì đâu anh chị ha. Còn con DGC thì sao, DGC bị bán sàn luôn anh chị, bị bán con lớn gì là hơi xấu nha, con lớn bán gì là hơi xấu đó, hơi xấu, nhưng mà anh chị có nghĩa là cái vùng này là cái vùng hỗ trợ mạnh của cổ phiếu nè, cái vùng mà giá, vùng giá 80 82 là cái vùng hỗ trợ khá là mạnh của cổ phiếu, thì thông thường về những vùng này thì nó sẽ được bắt đáy rất là mạnh, anh chị cứ quan sát, giả sử mà nó thủng cái 82 này thì anh chị phải bán ra ha, bán ra bằng mọi giá bán ra, còn nó không thủng mà dàn đen nó chặt nó bật lại thì anh chị cứ nắm giữ ha, nắm giữ lại, chúng ta quan sát thêm ha. Nhưng mà chị báo đồng tiền nó đang ra, anh chị
Thì nếu mà anh chị nào mà đang kẹp hàng những cái vùng này nè, nó mới lỗ có ít thì anh chị cũng có thể cân nhắc ra hàng ha. Còn anh chị nào mà kẹp hàng vùng trên, còn vùng trên này nữa thì thôi chắc đánh dài hạn luôn, cho nó xuống mình vùng này nè, vùng 65, vùng 80 mình cân cân lại giá ha. Tại vì bản chất doanh nghiệp này cũng khá là tốt ha, doanh nghiệp khá là tốt, chẳng qua là trong phiên cuối tuần nó có một cái tin xấu là cái giá phốt pho thế giới nó giảm mạnh đó. Nó làm cho con này bị bán mạnh ha, không có vấn đề gì đâu anh chị ha. Tương tự vậy con CSV cũng vậy, nó đi chung với con DGC anh chị ha. Rồi tiếp theo là dòng thủy sản này, sao dòng thủy sản chúng ta có VHC nè đó, hồi nãy trong cái tổng thất đây nè anh chị, cái lọc ra cái phần này chúng ta cũng thấy VHC nè. VC thì cái quý vừa rồi nó tăng 43% so với quý cùng kỳ, và nó tăng 200% so với năm ngoái ha, 43% so với quý kỳ trước, và tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái, thì nó là một con mà tăng khá là tốt ha. PE có 7.3 thôi, và EPS tới 11.219 đồng trên một cổ phiếu rồi, khá là ổn ha anh chị, khá là ổn. VHC khá là ổn ha, chúng ta cứ quan sát thêm thôi để xem coi là sắp tới nó có thông tin gì nó xấu không, hay là thông tin tích cực không. Còn mua mới thì có thể canh anh chị, nó chạm MA20 nó đang ngược lên rồi nè, có thể là vùng này có thể giải ngân thăm dò được rồi nè, dòng tiền nó bắt đầu nó vào rồi nè anh chị, dòng tiền bắt đầu vào lại rồi nè, khả năng là nó có phiên kết cung rồi đó, có phiên kết cung, khả năng là qua tuần có thể là dòng thủy sản nó sẽ chạy nha. VHC nè, VHC, ANV, ANV, MACD nó chưa có tạo xong cái đáy thứ hai ha. VHC thì nó tạo xong rồi nè anh chị, nó tạo xong được cái hai đáy rồi nè. Quan sát VHC trong tuần sau đó với em nha. ASM nè anh chị, ASM cũng vậy, ASM nó vừa có bất động sản mà nó vừa có thủy sản nha. Nó tạo xong cái mô hình vai đầu vai ngược rồi nè. Tạo xong mô hình vai đầu vai ngược. Đó anh chị, đặc biệt chú ý cho em đối với con ASM ha. Phiên cuối tuần vừa rồi nó có một cây dòng tiền vào nè, dòng tiền vào MACD hướng lên nè ha. Con này khá ổn ha. Thì cái target trước mắt của nó anh chị, target trước mắt của con này là 17.7, nó là ở vùng này nè, gần 18 đó, ở vùng này ha. Vùng này thì là giá này lên đây thì mình lời được bao nhiêu phần trăm, 15% đó, ổn nha anh chị. Canh cho em qua tuần, canh cho em con VHC và con ASM ha, hai con này trong dòng thủy sản. Cảng biển thì sao, cảng biển trong phiên cuối cuối tuần con HAH có trong phiên nó gần kéo lên trần luôn, sau đó nó bị bán ngược ha, bán ngược cái nến này thì nó hơi xấu, cái nến muốn ngược này thì nó hơi xấu ha. Chúng ta cùng quan sát thêm coi có động thái coi qua qua tuần nó như thế nào ha, qua tuần nó như thế nào, bán ngược như vậy thì, nhưng mà cái chỉ báo đồng tiền nó đang vào khá là tốt, chúng ta cùng quan sát thêm à, mua mới thì có thể chờ nó quay về nó test lại cái vùng 63 này, chúng ta có thể tham gia ha, tham gia khi mà nó test lại vùng 63 đó anh chị. Zemedes cũng tương tự vậy, Zemedes thì nó mấy bữa nay nó mất thanh khoản luôn, nhưng mà chỉ báo dòng tiền nó đang 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 vào và nó có xu hướng đi ngang đó, thì chúng ta cùng quan sát thêm ha. Nó rút chân như vậy cũng khá là ổn, rút chân như vậy khá là ổn, chúng ta chờ xem coi là nếu mà nó có test lại cái MA20 ngày ở vùng giá 49 nè, thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta tham gia ha, có thể tham gia được ha. Vẫn là cảng biển nó vẫn là một ngành mà nó sẽ có câu chuyện riêng trong những quý tiếp theo đó anh chị, nó không có xấu đâu ha anh chị. Rồi tiếp theo là dầu khí, dầu khí thì sao, gas à, tăng rất là khỏe ha anh chị ha, gas tăng rất là khỏe ha đó, chị dòng dòng tiền vào nè đó, dòng tiền vào nè, MACD hướng lên nè, tạo mô hình hai 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 đáy rồi nè, MACD tạo mô hình hai đáy rồi nè đó, dòng tiền vào nó khá là khỏe nha. Thì đối với con gas này, tại vì giờ cái gọi là cái vốn hóa cái giá nó hơi cao đó, nên không có phù hợp với một số anh chị ha, anh chị nào tiền ít thì chúng ta không có tham gia được ha. Nhưng mà cái target ngắn hạn của nó nè, target ngắn hạn của nó là 120, trước mắt là 113 nè, sau đó là có thể nó về là cái đỉnh cũ 123 ở trên này đó, thì chúng ta cùng quan sát cái vùng này. Em mà chúng thấy là cái Bollinger Band mà nó hướng lên như vậy á, em 10 ngày nó hướng lên như vậy là khá là tốt nha anh chị, khá là tốt, có thể qua tuần là dòng dầu khí nó sẽ dẫn dẫn sóng đó anh chị, có thể qua tuần dòng dầu khí nó sẽ có câu chuyện đó. Ngoài gas ra thì có con cổ phiếu nào, ngoài gas ra thì chúng ta có BSR đó anh chị, đặc biệt chú ý cho em đối với BR nha. Thứ nhất nó có hai cái tín hiệu là cho chúng ta quan tâm là, thứ nhất là con nó tạo xong cái hai đáy MACD tạo hai đáy nè, thứ hai là chỉ báo dòng tiền nó đang đi ngang nhưng có thể là qua tuần nó sẽ đi lên nè. Đây là cái tín hiệu mà nó cho cái điểm mua nè, test cung nè anh chị, test cung test cầu xong rồi nè. Đặc biệt chú ý cho em đối với BR nha, khả năng là qua tuần nó sẽ chạy đó anh chị, nó chạy con BR này qua tuần nó chạy đó đó. Thì cái
À, cái lợi nhuận của nó được rồi khá là tốt ha anh chị, lợi nhuận quý rồi nó khá là tốt, giá dầu vẫn neo trên 100 trăm đô trên thùng là con này nó siêu lợi nhuận. Anh chị có thể coi lại cái bài định giá của BSR của em cách đây 8 tháng á, nó khá là chính xác ha, khá là chính xác. Hiện tại giờ cái vùng này là anh chị qua đầu tuần anh chị có thể canh giải ngân đối với BSR ha. BSR thì nói chung là tại vì dòng dầu khí thì nó hay bị ảnh hưởng của cái tin tức thế giới về giá dầu á, lên xuống trong phiên nó cũng hơi khó đánh, nhưng mà anh chị nào đánh được canh những cái vùng đáy mua lên thì nó vẫn có lợi nhuận tốt ha anh chị. Đó thì nó sẽ về vùng 28 thôi. Nè, 24.5 về 28 khá là ổn nha. Anh chị quan sát giùm em đối với BR. Đó, BVS thì nó hơi yếu hơn nha. BVS thì nhịp này em thấy nó yếu hơn. Yếu hơn so với BR và GAS. Đó, nhưng mà nó cũng đang ở vùng đáy, lệnh sình vùng đáy à. Em 10 ngày, em 20 ngày cũng đang chụm lại ha. Chỉ báo dòng tiền nó cũng đi ngang nè. MACD cũng tạo mô hình hai đáy à. Thì anh chị cũng có thể quan sát đối với BVS ha. Nhưng mà em thì em thích BR hơn. BR hơn. BVD thì nó cũng đầu cơ ha, nên những con kia chạy thì những con này nó cũng sẽ chạy theo thôi anh chị, không vấn đề gì đó ha. Nó như BVS chạy nè, BSR chạy, GAS chạy thì BVS và BVD cũng chạy theo. Đó anh chị chú ý cho em qua tuần có thể canh đối với dòng dầu khí. Và tiếp theo nữa là dòng bất động sản nè, một dòng đang rất là hot nè, bất động sản và bất động sản khu công nghiệp ha. Đó. Đối với dòng bất động sản á, thì có một số con nó khá là khỏe anh chị ha, chẳng hạn như con DSG nè. Đó, tiền vào rất là tốt nè. MACD hướng lên nè. Thì con này em đã cho room em mua từ cái vùng này nè, vùng giá 21 nè, và em nói target là khoảng 15% nó lên đâu đó là 20 25 26, thì cái vùng này là em đang cho room chốt lời, đang cho chốt lời, cái vùng này là mọi người tự quyết rồi ha. À, cho room em mua con DSG này ở vùng giá từ ngày này nè. Đó thì nó đang khá là tốt ha. DSG và con SCR là hai con mà room em đang nắm và đang cho mọi người tự tự chốt lời. Đó thì nó đạt cái target 1 rồi, còn target 2 của nó là vùng 27. Đó thì vùng này may hơn nhiều thì có thể nó sẽ tăng tăng chậm lại ha anh chị, tăng chậm lại nhưng mà nó cái chỉ báo dòng tiền nó khá là tốt, MACD hướng lên nè. Đó dòng tiền nó khá là khỏe thì nếu mà nó vượt hẳn cái vùng này thì nó sẽ lên tiếp cái vùng 27 nha anh chị, 27 28 anh chị quan sát ha. Nếu mà ở đây nó có tích lũy lại nè, có tích lũy lại thì anh chị có thể cân nhắc tham gia ha. Nếu mà nó tích lũy lại thì cân nhắc tham gia đối với DSG ha anh chị. Quanh cái vùng 23 nè, quanh vùng 23 24 anh chị có thể cân nhắc tham gia ha, nếu mà nó test lại cái vùng này. Và target tiếp theo của nó là vùng 27 28 ha, đó là DSG. Tiếp theo là AFM thì nãy em có nói rồi, tiếp theo là KDH. KDH thì chỉ báo dòng tiền nó khá là tốt ha, tăng hoài nhưng mà cái nó đã đạt được cái target 1 rồi nè anh chị. Cái này em vẽ từ ngày 10 ngày 8 tháng 7 nè. Nó lên cái vùng 38 38.5 đó thì nó lên xong rồi nó sao anh chị, nó gặp cái kháng cự thì nó bị bán ngược thôi, không có vấn đề gì hết. Nó sẽ tích lũy vài phiên trước khi nó lên cái vùng giá mới ha. Cái vùng tiếp theo của mình KDH này là cái vùng này nè anh chị. Nó là cái vùng 40 42 42 43 ha. Vùng 42 43 thì nó sẽ có thể tích lũy vài phiên đây trước khi lên đây. Đó. Chỉ báo dòng tiền nó khá là khỏe ha. MACD tạo được hai cái đáy rồi nè. Đó thì nó sẽ lên đây nhưng mà nó sẽ có thể nó sẽ retest là ở đâu vùng 36 36 37 ở vùng này nè. Tại vì nó gặp kháng cự nó sẽ lình xình đây vài phiên thì anh chị cứ đạt để đưa nó vào trong quán lít đi, quan sát đi ha. Nó sẽ lên được cái vùng này thì có cái tỷ trọng sinh lời nó khá là tốt, 15% ha anh chị. Tiếp theo là DIG và SEL thì như thế nào? Đó, DIG thì nó có một 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 cái gap đây nè, có cái gap này chỗ này ha. Cái gap ngày ngày 20 28 tháng 7 theo gap của VN-Index. Đó thì dòng tiền vẫn vào, nó cũng đang đang khá là cao ha anh chị, đang khá là khỏe, đi ngang và đang đang vào. Nó đang chạm mây nên có khả năng nó sẽ lình xình vài phiên trước khi nó tăng tiếp, vượt hẳn cái mây này nè thì nó sẽ lên được cái vùng tiếp theo là vùng 4 40 44 44. Trước mắt là 44, sau đó là 50 ha. Những cái vùng này. Những cái vùng này là những cái vùng ngắn hạn của con DIG này, nó sẽ phải chinh phục ha. Để mà lên 44 thì em nghĩ là trong tuần sau khả năng nó sẽ đạt được, tức là nó sẽ đi lình xình trong mây này, chui trong mây trước khi nó vượt hẳn cái mây này và sau đó nó sẽ lên được 50 nếu mà dòng tiền vào tốt. Hiện tại giờ dòng tiền nó đang khá là tốt nhưng mà nó đang có xu hướng nó cập xuống này. Thì không biết là qua tuần nó có lên không thì chúng ta sẽ quan sát. Có thể thứ hai em sẽ update tiếp cho anh chị để anh chị quan sát đối với DIG ha. Rồi ngoài ra chúng ta có gì, còn sell sell xe cũng tương tự DIG anh chị. Đó thì nó cũng gặp mây khá là dày ha, nên nó có dòng tiền bị đi ra nè, sell dòng tiền nó đang bị đi ra. Đó, dòng tiền đang bị đi ra thì anh chị quan sát ha, nhưng ở vùng này nó tích một cái nền khá là chặt như vậy thì chắc nó cũng giảm sâu đâu. Giả sử nó có chỉnh về cái vùng 29-30 á thì anh chị có thể tham gia ha. Giả sử sell mà nó về vùng 29-30 thì anh chị có thể tham gia. Con này thì nó hơi bị đu bám nhiều nên anh chị nào yếu tim thì không nên tham gia ha. Đó, sell đích là những con mà anh chị yếu tim thì không nên tham gia. Đó, đó là dòng bất động sản. À, dòng bất động sản coi còn con nào không ta, con HDC. Con này cũng khá là ok anh chị ạ. À. Đó. HDC khá là đẹp nha, con này khá là đẹp. MACD hướng lên nè, đó.
dòng tiền vào khá là tốt ha, nó cũng đang có giống như con DG trong phiên cuối tuần rồi, nó có bị cụp xuống một xíu nhưng mà không có đáng ngại ha, chốt lời cuối phiên cuối tuần không có vấn đề gì, tạo xong cái mẫu hình vai đầu vai ngược nè, thì cái target tiếp theo của nó là vùng 59, 58, 59 ha, vùng này 58, 59 từ đây lên là chúng ta sẽ có khoảng đâu đó là 20%. Anh chị quan sát, nếu mà thích bất động sản có thể nghiên cứu đối với con HDC này, con này mỗi lần nó chạy khá là khỏe nha anh chị, nó chạy khá là khỏe đó, nên con này đỏ đu bám nhiều hơn là con DIG hay là con sale sale ha. Anh chị nào thích dòng bất động sản có thể nghiên cứu HDC. SCR thì đạt target của Roman mà, đây nè anh cho mua từ bên đó là vào đây nó đạt là 12 chấm mấy nè, sau đó nó bị bán ngược thì không có vấn đề gì ha, nó sẽ lình xình vào đây, và phi nếu mà nó có chỉnh lại về vùng 11 á anh chị, 11 này hoặc là 10.5 á, hai cái vùng này thì anh chị có thể cân nhắc tham gia ha, tại vì khi nó chỉnh lại nó sẽ lấy sức để nó bật lên lên cái vùng tiếp theo là vùng giá 14 của nó đó à, thì cái vùng này là em đang cho room chốt bớt để cho nó chỉnh lại thì mua rồi ha. Đó, cái vùng này là ok, lên lên là lên lên 14 được, ổn nha anh chị. SCR đó thì dòng tiền nó cũng đang tại gặp áp lực chốt lời, gặp gặp ngay cái kháng cự thì nó chốt thôi, chốt xong nó có khả năng nó tăng lại không có vấn đề gì nha anh chị. Đó đó là những con ngành bất động sản ha, một số con điển hình. Rồi tiếp theo là chúng ta có ngành bất động sản công nghiệp thì sao anh chị? Bất động sản công nghiệp này KBC này, KBC tăng khá là tốt ha, tăng khá là tốt, nó gần đạt cái target ngắn hạn của nó là vùng giá 40 rồi nè, 39 40 rồi nè đó, thì vùng này không mua nữa nha anh chị, để nó chỉnh lại đi rồi chúng ta tham gia, còn hiện tại giờ nó gần đạt target thì anh chị nào có hàng canh nắm giữ chốt lời ở vùng 39 40 thôi ha, còn khi nào nó chỉnh lại vùng 35 36 37 gì đó thì chúng ta tham gia sau ha. SCC thì sao? SCC nó cũng đang về gần cái vùng vùng kháng cự chịu tiếp theo của nó là cái vùng 57 nè anh chị, 57 56 đó. Thì đây lên đây nó còn khoảng có 10% đó, 10% thì cũng không nên cân nhắc ha, chờ có thể là mua thăm dò 20-30% tỷ trọng thôi, rồi chờ nó chỉnh lại mua tiếp ha, chứ còn còn 10% mà đầu tư thì nó hơi rủi ro ha, nó hơi rủi ro so với cái mức mà mình chốt lời. Còn giống GVR là nó khá ổn anh chị, GVR nó hơi yếu hơn so với những con khác trong dòng bất động sản khu công nghiệp nha, nhưng mà cái chart nó cũng khá là ổn, cái chart nó cũng khá là ổn, thì cái dư địa của nó là có thể nó sẽ về được cái vùng 29 ha, mây hơi nhiều ha, mây hơi nhiều nên có thể là nó sẽ cản, nó sẽ đi chậm lắm chị, phải qua cái khúc mây này, vượt hẳn khúc mây này thì lúc đó nó sẽ đi mạnh hơn à, còn tạm thời khúc này thì anh chị có mua thì mua thăm dò thôi ha, mua thăm dò một ít để cho nó hẳn, vượt hẳn cái mây này thì hãy mua mạnh ha, thì cái target của nó như vậy thì nó cũng được đâu đó 15-18% đó đối với con GVR. Dòng bất động sản công nghiệp dòng tiền vào khá là ok nha anh chị, dòng tiền vào khá là ok, nó chờ một cơn gió đông và nó đẩy à, tiếp theo là con gì ta, con VGC khá khỏe ha, con VGC này khá khỏe, nó đang là con lead dòng bất động sản khu công nghiệp anh chị à, lead dòng bất động sản khu công nghiệp này, tăng hoài ha, dòng tiền vào khá là tốt, MACD hướng lên đó, thì cái target trước mắt của nó là cái vùng giá 63 68 này đó, khi mà nó gặp đỉnh cũ này thì có thể nó sẽ chỉnh lại một hai phiên, nếu mà nó có chỉnh lại thì anh chị canh tham gia ha, canh tham gia, nó chỉnh lại mà vol thấp thì có thể tham gia, còn vol cao quá thì thôi né nha anh chị, vol thấp thì tham gia đánh lên 70 đó, đó là đối với cái VGC ha, VGC hoặc là nó lình xình đây nó tích lũy đây vài phiên nó lại tăng tiếp thì anh chị có thể tham gia được đối với VGC ha, vùng tiếp theo là 70 đó, khá là ổn nha. Tiếp theo là EDC, EDC thì nó đã đạt cái target ngày 11 tháng 7 em vẽ ra là nè, nó đạt target ở đây rồi, nó lình xình vài phiên sau đó nó lại tăng tiếp ha, nó tăng tiếp thì nó cái target tiếp theo của con EDC này là ở vùng giá 70 luôn nha anh chị, vùng giá 70 luôn, thì ở đây lên đây là nó khoảng là 15 13 15% đó, thì anh chị canh có thể nếu là muốn tham gia EDC á, thì có thể canh nó chỉnh nè, nó chỉnh trong cái giá khoảng 50 năm 59 60 anh chị, là cái vùng giá này nè, anh chị có thể cân nhắc tham gia nếu mà nó có chỉnh về đây ha, nó chỉnh về đây còn tham chiếu cũng có thể tham gia được, còn nó chạy luôn thì bỏ ha anh chị. Đó, dòng bất động sản công nghiệp tiền vào rất là tốt ha, nó vượt hẳn cái mây luôn nè anh chị, vượt hẳn mây Chimoku nó vượt luôn nè, anh đang tăng rất là khỏe ha. Đó, bất động sản công nghiệp dịch may thì chúng ta có TNG, TNG thì em đánh giá là với cái vận động của cổ phiếu như thế này nè, vận động cổ phiếu như thế này nè thì khả năng cao là thứ hai có thể nó sẽ chạy được, mây rất là mỏng à, mây rất là mỏng à, dòng tiền đang vào anh chị, dòng tiền đang vào nè, MACD tạo được cái hai đáy rồi đó, nên anh chị có thể quan sát giùm em đối với TNG trong phiên thứ hai ha, phiên thứ hai vùng này là giải ngân khá là an toàn rồi, thì cái target ngắn hạn của nó là vùng giá 32 ha, khoảng được đâu đó là 18%, khá là ổn nha, 32 33 cân nhắc đối với TNG ha, trong dịch may nó có thêm VGT nữa, VGT thì nó sẽ yếu hơn TNG nha, nên mình ưu tiên TNG thanh chị, TNG và Gil, Gil thì nó cũng đang đang có dòng tiền vào nha, có dòng tiền vào, MACD cũng đang hướng lên rồi, dòng tiền vào rồi nè anh chị, đó nó đang đang nó chạm MA 20 ngày, MA 20 ngày nó bật lên
thì cái target tiếp theo của con game này là ở vùng giá 63 ha, 63, 54 lên 63, được bao nhiêu phần trăm? 15%, ok, ổn anh chị. Đó, dòng dịch mang thì anh chị chú ý giùm em con TNG và con Gư ha. Đối với đầu tư công thì sao? Em đã thấy đầu tư công đó là dòng tiền nó đang có xu hướng là nó vào đầu tư công rất tốt, nhưng mà những con ở trong đầu tư công anh chị thấy là nó đa số là nó bị mây cản rất là nặng nè, anh chị nhìn cái mây nè, mây trên đầu cản rất là nhiều mây. Nhiều mây thì để mà nó chạy mượt là chưa chạy mượt được lên đó anh chị, nó sẽ chạy lình xình vài phiên trước khi mà nó vượt hẳn mây thì lúc đó nó mới chạy mạnh ha. Lúc đó nó mới chạy mạnh. Còn hiện tại giờ nó đang trong mây rồi ha. Trong đầu tư công này em chỉ thấy con Đạt Phương này là khả năng là ổn nè, để chị có thể giải ngân nè. Giải ngân Đạt Phương, dòng tiền vào nè anh chị, dòng tiền vào ha, dòng tiền vào nè. Thì em dòng tiền vào MACD cũng hướng lên nè ha. Thì đó là con này có thể nó sẽ tăng lên đâu đó là vùng giá 53. Anh chị mua thì có thể tăng được khoảng 20%. Đó, mây nó ở trên cao nên nó chạy sẽ khỏe hơn những con kia. Những con kia mây nó ở trên đầu, nó cản vụ này khó chạy lắm anh chị. Đạt Phương ha. Nếu mà anh chị đã thích đầu tư công thì chú ý cho em con Đạt Phương vào thứ hai ha. Vào thứ hai con Đạt Phương. Đó, dòng đầu tư công. Dòng thương mại thì chúng ta có con KDC. KDC nè, Kinh Đô. Sắp tới mùa trung thu rồi anh chị, mùa trung thu đánh cũng Kinh Đô ha. Đó, đánh Kinh Đô, đánh trung thu Kinh Đô, dòng tiền vào khá là khỏe ha, MACD tạo mô hình hai đáy. Đó, nó tăng rất là khỏe anh chị thấy không? Vượt đỉnh luôn rồi. Nó vượt đỉnh cũ luôn rồi. Thì cái target của con này là như thế nào? Cái target của con này á là nó ở cái vùng giá là bao nhiêu? 81 ha, vùng giá 81. 81 là vùng ở trên này anh chị. Nhưng mà con này là nó khá là bo cung ha. Khá là bo cung nên con này là em có mua nhưng mà em không có cho room em mua, tại vì nó bo cung lắm anh chị. Có nghĩa là anh chị nhìn cái cách vận động của những cái phiên trước đây là anh chị ha, khối lượng đều đều hết, giá cứ rút chân, rất là bo cung ha. Rất là bo cung. Cổ phiếu này ít nhỏ lẻ, ít cầm lắm anh chị, đa số là của lái tổ chức người ta cầm. Qua những cái phiên này nó mới bắt đầu giao dịch bình thường nè anh chị. Và hai phiên gần đây á, là nước ngoài mua thỏa thuận con KDC này rất là nhiều nha anh chị, rất là nhiều ha, mua gần cả 100 tỷ con KDC này nè, KDC này nè. Đó thì em có mua con KDC ở cái phiên phiên này nè anh chị, mua lúc nó mới tăng 1% là em có mua, và hiện tại giờ là đã tăng được 7% rồi ha, đang tăng được 7% rồi. Thì cái con này thì nó cái target trước mắt của nó là vùng giá 81 ha, vùng giá 81 là vùng trên này. Đó, nói cho anh chị vui thôi, tại vì sắp tới là con này nó sẽ bán bánh trung thu nhiều nè anh chị. Đó thì cái mức lợi nhuận của nó sẽ được trong kỳ này nó sẽ khá là ổn đó. Đó. Em mua con này để em lấy tiền mua bánh trung thu đó. 15% anh chị cũng ổn ha anh chị ha. Dòng tiền vào là MACD hướng lên nè, đó. Khá là nhìn cái dạng nó khá là đẹp đó anh chị. Đó, khá là đẹp đó. Nó hơi bo cung một xíu nhưng mà em nghĩ nó có thể nhịp này nó sẽ chạy chạy mạnh đó, chạy mạnh em mua để đó đi. Tại bo cung nên không không dám cho rùm mua. Rồi. Trong này với con Vinamilk anh chị. Vinamilk anh chị thấy nè. Nó tạo xong một cái mẫu hình hai đáy. Sau đó nó tích lũy đi ngang. Giá chạm về MA 20 ngày. Dòng tiền đã đi ngang. MACD đang có xu hướng chút xuống một chút xíu. Đó đi ngang có thể là nó chút xuống rồi nó đi lên. Nhưng mà có một cái vấn đề là hiện tại giờ cái giá sữa thế giới nó đang tăng khá là cao, giá sữa bột lắm chị. Mà nó khan hiếm hàng nữa. Vinamilk thì nó tích lũy cái vùng này khá là lâu rồi. Khá là lâu rồi, doanh nghiệp này nó cũng cơ bản khá là tốt. Hiện tại nó Vinamilk hiện tại giờ người ta có thể so sánh nó giống như là bà đầm già vậy. Có nghĩa là cái dư địa tăng trưởng ngày xưa nó là dư địa tăng trưởng nó không còn nhiều, nhưng mà thực tế hiện tại giờ là chắc công ty nó đang đổi mới kinh doanh, đang tìm những cái thị trường mới, và cái đặc biệt là cái biểu đồ của nó tạo tạo xong cái mô hình và nó tích lũy đi ngang như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc chúng ta quan sát tham gia được đối với Vinamilk ha. Target ngắn hạn của nó là vùng giá 77, vùng giá 77 ha, thì nó đâu đó nó khoảng là bao nhiêu phần trăm gì đâu đó nó khoảng là đang đo có bao nhiêu phần trăm, 5% thì nó 5% thì mình không tham gia ha anh chị, thôi bỏ qua ha. Rồi, ngoài ra còn có một số con mà cũng khá là hay nè, anh chị có thể quan sát cho em qua tuần sau, mà chẳng hạn như con ghét nè. Ha, con ghét nó đang ở trong mây nhưng mà cái dòng tiền nó đang đi vào nè, dòng tiền vào, đó, dòng tiền đang vào. Thì cái target ngắn hạn của con ghét này là cái vùng giá 28 là anh chị. Vùng giá 28 là cái chỗ này nè. Đó, ha, vùng giá 28. Target ngắn hạn của nó nha. Có thể nó sẽ đạt được 15%, 18%. Cũng khá là ổn ha anh chị.
chúng ta quan sát dòng tiền nó đang hướng lên anh chị, đang hướng lên ha. MACD cũng tạo được hai đáy rồi, quan sát ha. Trong May này thì nó sẽ lình xình vài phiên trước khi nó tăng mạnh đó, nên anh chị có cơ hội để giải ngân đối với con GET ha. Tiếp theo ngoài ra còn có con con HVN. Đây là một cái con mà gọi là giống như là xác chết đó anh chị, xác chết. Lỗ triền miên ha. Lỗ triền miên. Nhưng mà có khả năng nó sẽ sống dậy anh chị, có khả năng nó sẽ sống dậy trong những nhịp tiếp theo. Tại vì hiện tại bây giờ đất nước đã mở cửa du lịch trở lại à, vé máy bay rồi. Hiện tại giờ cái du lịch tăng rất khủng khiếp, đặt vé máy bay nhiều khi không có còn vé luôn anh chị, và vé bây giờ 5 6 triệu một vé. Đó. Nên cái khả năng là con HVN này trong 1 2 năm tới nó sẽ là xác chết sống dậy ha, nó sẽ là xác chết sống dậy. Nó chỉ có một cái rủi ro, đó là doanh nghiệp nhà nước. Đó, doanh nghiệp nhà nước thì cái phần mà lợi nhuận có thể chúng ta sẽ có sẽ là nó hơi rủi ro với nhà đầu tư cá nhân chúng ta một chút xíu ha. Nếu mà là doanh nghiệp này mà là doanh nghiệp tư nhân thì chắc nhiều người sẽ mua con HVN này lắm, nhưng mà tại vì nó là nhà nước nên nó để mà minh bạch một số cái thì có thể là nó sẽ khó anh chị. Nên anh chị nào thích đánh đầu tư trung hạn ha, thích đầu tư trung hạn và dài hạn mà nghiên cứu, có thể thích HVN thì có thể đầu tư dài hạn đối với con HVN. Vùng giá này đang rất là rẻ đối với HVN ha, 16.5 là một vùng giá rất là rẻ. Đỉnh điểm của con HVN này là vùng giá rất là cao nha anh chị, đỉnh đỉnh của HVN này nè. Đầu để em coi cái chart tháng này là nó cái vùng giá 47 lần đó anh chị ha, vùng giá 47 lần ha. Doanh nghiệp này thì nó khó phá sản lắm, nhà nước không có cho phá sản đâu, tại vì doanh nghiệp của nhà nước mà làm sao mà gọi là COCC, còn ông cháu cha làm sao mà phá sản được đó. Nhà nước sẽ tìm một cách để bảo hộ đó, nhưng mà để mà tăng liền thì có thể là chưa đâu anh chị. Quý này có thể là nó sẽ có một cái gì đó đột biến ha. Quý này nó đang lỗ, báo cáo lỗ, quý 2 đang báo cáo lỗ, nhưng mà có thể là quý 3, quý 4 và những quý tiếp theo nó sẽ là một câu chuyện khác anh chị. Lúc đó nó sẽ không còn giá 16.5 đâu anh chị. Mở cửa du lịch trở lại nè, các khai thác cái đường bay nội địa, đường bay quốc tế nè. Đó. Đó thì chắc chắn HVN nó sẽ là một ngôi sao, nó sẽ là một xác chết sống dậy trong tương lai. Đó, đó là một cái cây mà em nghĩ là anh chị cũng có thể nghiên cứu để đầu tư dài hạn ha. Rồi ok, cảm ơn các anh chị đã chú ý lắng nghe video của em. Nếu anh chị nào thấy hay thì giúp em một like, một share, một follow để em có động lực em làm tiếp những video tiếp theo ha. Rồi, kính chúc anh chị một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại anh chị trong ngày thứ hai ha.